Nicolene xin chào các bạn. Rất là cảm ơn những tình cảm yêu mến của khán giả đầu tiên nên hôm nay mình đã đến đây với giọng hay. Sau ở phía tiếp của chuyện của đất phương Nam thì vòng hai đấy cũng sẽ là một câu chuyện một vai hoàn toàn khác và sẽ dê từ miền Nam và sẽ dê như thế nào thì giờ xin mời tất cả quý khán giả hãy đón xem chương trình nhé. Vòng hai là chương trình sẽ thấy một cái điểm mới so với vòng một và khác với vòng một đó là chương trình sẽ tập trung vào những điều của cảm xúc và chương trình sẽ thể hiện một cả năm khác để phụ huynh thì ở vòng một á thì do một chủ đề của phụ huynh chỉ tập trung vào đúng như vụ thôi, còn vòng hai mình phải tranh thủ trong những phút được biểu diễn cái sân khấu thì mình thể hiện cái gì đó năng khiếu lẻ lẻ của mình rồi sau đó mới chuyển vào yêu dụng tình cảm sứ mệnh. Thực ra quá trình luyện tập của Phương gặp cái khó khăn lớn nhất đó là về thời gian, bởi vì Phương phải đi đóng phim hầu như là mỗi ngày, hầu như là cứ 5 giờ sáng là phải dậy chuẩn bị đi đóng phim, mà khi mà về đến nhà là cũng đã tầm, nếu mà hôm nào không quay đêm thì Phương phải đi diễn kịch, thì về đến nhà bao giờ cũng vậy, tầm 12 giờ sáng, 1 giờ sáng rồi cứ xoay vòng như thế. Thực sự mà nói là Phương không có thời gian để chuẩn bị nhiều cho tiết mục của mình, nhưng mà rất là may mắn cho Phương là bên cạnh Phương có những cộng sự rất tốt và rất là nhiệt tình, sẵn sàng hỗ trợ cho Phương trong coi như là nhiều khi chỉ được gọi qua điện thoại bàn trao đổi với nhau thôi, nhưng mà rất là nhiệt tình và hiệu quả. Nên là Phương cũng hy vọng rằng là phần thi của mình sẽ mang đến cho quý khán giả những cái điều thú vị, hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy để lại comment bên dưới nếu như các bạn muốn nhắn nhủ điều gì đó. Và đừng quên là nhấn subscribe để có thể xem những hình ảnh vui nhộn, thú vị và đầy bá đạo. Còn bây giờ thì Seze, Kabuka, Agigato, thank you. Cảm ơn các bạn đã xem video. Bye bye.